Thời gian vừa qua, sau khi nhận được nhiều đơn thư của bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm dàn dựng vụ giải cứu con tin, báo điện tử Tầm Nhìn đã có loạt phóng sự phản ánh về vụ việc. Mới đây nhất, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn thư của bà Phương đến Bộ Công an để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, Văn phòng Chính phủ có công văn số 8412 do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký gửi Bộ Công an về việc giải quyết kiến nghị của bà Trần Kim Phương. Văn bản nêu rõ, ngày 17 tháng 9 năm 2019, Văn phòng Chính phủ nhận được kiến nghị của bà Trần Kim Phương về việc giải quyết mâu thuẫn trong kinh doanh của Công an quận Bắc Từ Liêm. Căn cứ nghị quyết số 35 NQCP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, quyết định số 574 QĐ-TTG ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận xử lý trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 9800 VPCP DMZN ngày 15 tháng 11 năm 2016 về việc tiếp nhận kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp. Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản nêu trên đến Bộ Công an để xem xét xử lý trả lời bà Trần Kim Phương theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI để tổng hợp trước ngày 6 tháng 10 năm 2019. Trước đó, công văn số 1780 ANKTP9 của Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc, Phó Cục trưởng ký, nêu ngày 6 tháng 9, Cục An ninh Kinh tế nhận được đơn tố cáo của bà Trần Kim Phương. Nội dung đơn nêu rõ, tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm dàn dựng việc giải cứu con tin để phá hoại tài sản doanh nghiệp, bắt người trái phép để giải quyết mâu thuẫn cá nhân giống kiểu xã hội đen. Bà Phương đề nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những tổ chức cá nhân vi phạm. Sau khi nghiên cứu đơn của bà Phương, căn cứ vào quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục An ninh Kinh tế đã chuyển đơn tố cáo của bà Phương đến Giám đốc Công an thành phố để giải quyết theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ban ngành của Quốc hội đã chuyển đơn của bà Trần Kim Phương đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết đơn thư của bà Phương. Liên quan đến vấn đề này, báo điện tử Tầm Nhìn cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã có nhiều tuyến bài phân tích nêu rõ nhiều uẩn khúc xung quanh việc giải cứu con tin tại lô đất TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội của Công an quận Bắc Từ Liêm. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.